đàn ông có thể nhịn chuyện ấy tối đa bao lâu và khi bể đầy tràn thì họ sẽ như thế nào? Dựa vào các nghiên cứu khoa học và thực tiễn, các chuyên gia đã đưa ra con số chính xác về thời gian tối đa mà cánh mày dâu có thể nhịn quan hệ tình dục, đó là 3 tuần. Còn phụ nữ thì có thể nhịn lâu hơn, lên đến 3 tháng. Nguyên nhân lớn nhất tạo ra sự khác biệt này là do cấu tạo về mặt cơ thể. Đàn ông họ có một nhà máy sản xuất tinh binh liên tục. Dù đầu ra sản phẩm bị tắc, tức là không có đối tác hay không làm gì cả thì nhà máy vẫn cứ sản xuất đều đặn từng giây từng phút từng giờ khiến cho hàng hóa bị ứ động và một nhà máy rơi vào tình trạng như vậy rối loạn là lẽ bình thường trong khi đó phụ nữ thường cần phải có cảm xúc thì mới có nhu cầu quan hệ điều đó giúp cho phụ nữ có khả năng nhìn yêu lâu hơn nam giới vì cái lửa yêu bên trong cơ thể người phụ nữ không cháy bùng lên khiến cho chủ nhân chịu không nổi giống như nam giới mà nó chỉ âm ỉ nhẹ nhàng. Khi nghe đối nạn này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều ý kiến phản bác. Có những cánh mày dâu chia sẻ rằng tôi không thể nhịn được 3 tuần. Chỉ cùng lắm 3 ngày mà không được làm một nháy là tôi đã cảm thấy rất bí bách khó chịu rồi. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cánh mày dâu từng chia sẻ. Tôi có thể nhịn được 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, thậm chí 3 năm hay 5 năm rồi. Tôi chưa từng làm chuyện đấy. Cơ thể cũng chả có vấn đề gì cả. Mà tại sao lại nói rằng là đàn ông không thể nhịn được quá 3 tuần? Thế thì chúng ta đều phải phân tích dựa trên cơ sở khoa học. Thanh Hương sẽ đưa ra một vài ví dụ cụ thể. Chẳng hạn có những trường hợp các bạn bị yếu sinh lý, bị suy giảm ham muốn thì các bạn đâu có đoái hoài đến chuyện đó đâu. Có những anh gọi điện đến cho Thanh Hương tư vấn là à, không hiểu lý do vì sao mà anh đi ra ngoài đường. Anh nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, cậu nhỏ của anh không thể cương lên được và anh cũng chẳng thấy ham muốn gì cả. Có phải anh bị bất thường hay không? Đó, rồi là có những người đàn ông 3 tháng, 5 tháng còn chẳng cần đụng vào người vợ Có khi là vợ còn quay sang giận hờn trách móc Hay là ông có người khác ở bên ngoài rồi Nên bây giờ anh về anh chán tôi Mà đâu biết được rằng là chồng mình bị yếu sinh lý Cái nhu cầu nó không có Rồi cái trường hợp nữa là gì à, Các anh bị bệnh lý Chẳng hạn như bị tiểu đường, tim mạch huyết áp Cái sinh lý của mình nó giảm sút Hay là khi các anh phải trải qua một cơn bạo bệnh Có những khách hàng của bên Thanh Hương thì Họ vừa mới trải qua những cái cuộc phẫu thuật Và họ cũng tâm sự là họ không có nhu cầu nữa. Và 3-4 tháng nằm trên giường bệnh, họ không được giải quyết nhu cầu bằng bất cứ hình thức nào. Họ vẫn cảm thấy bình thường. Bởi vì sao? Khi mà trải qua những cơn bạo bệnh hay là mình bị tai nạn hay mình gặp một cái vấn đề gì nó quá nghiêm trọng cho cơ thể đi, thì cái sức khỏe tổng thể của mình nó giảm sút Và chắc chắn cái sinh lý nó cũng sẽ giảm xuống theo. Rồi có những cái trường hợp thì là công việc quá bận rộn. Đàn ông thì có hai cái đầu, đầu trên, đầu dưới. Và nó sẽ tỷ lệ nghịch với nhau mọi người nhé cái đầu trên mà làm việc quá căng thẳng Đòi hỏi phải có một cái trí tuệ à, Tinh anh, đấy dồn hết cho công việc rồi Thì đầu dưới sẽ yếu Còn mà nếu đầu trên chỉ làm việc vừa vừa thôi Biết cân bằng sắp xếp thời gian Thì đầu trên lại rất khỏe Cứ ngẫm cho Thanh Hương nhé Khi mà làm việc tập trung cao độ Cộng với stress căng thẳng thức khuya Thì thứ nhất là mình không có tâm trí đâu Để mà mình nghĩ đến cái chuyện chăn gối rồi rồi thêm nữa về mặt sinh lý Stress căng thẳng nó khiến cho cơ thể sản sinh cortisol Đây là hóc môn nó giống như là kẻ thù của nội tiết tố nam ấy. Cortisol tăng thì nội tiết tố nam sẽ giảm Nội tiết tố nam giảm thì cái ham muốn trong cơ thể của mình cũng sẽ giảm theo Và mình không có nghĩ nhiều về cái vấn đề quan hệ Rồi có trường hợp Thanh Hưng từng tư vấn trường hợp này thì ít thôi Rất hiếm Có một bạn bạn ấy kết hôn với vợ 3 tháng rồi Nhưng hai vợ chồng chưa làm chuyện đó một lần nào và bạn ấy còn không nghĩ đến cái việc đó và hiện nay thì bạn ấy còn đang à, tu tập rồi làm công quả tại một ngôi chùa bạn ấy chia sẻ rằng là bạn ấy cảm thấy không mặn mà với cái chuyện chăn gối đâu còn lấy vợ kết hôn ở đây chẳng qua là vì bố mẹ thúc ép thúc giục quá thì bạn ấy cũng tặc lưỡi là bạn ấy cưới thôi chứ còn à, cái người vợ kia và người chồng ấy cũng không có đói hoài và không có đòi hỏi nhau về cái vấn đề này đấy trường hợp này rất là hiếm rồi nếu không có đối tác thì mình cũng phải chịu thôi chứ làm thế nào có những trường hợp không có đối tác À, đưa ra lời khuyên là có thể làm bạn với đôi tay nhưng mà họ cho rằng là làm bạn với đôi tay sẽ mang tội lỗi mỗi một người sẽ có quan điểm khác nhau cái vấn đề này thì thanh hương cũng tôn trọng và mong mọi người cũng tôn trọng nhưng thanh hương chia sẻ để chúng ta có được cái nhìn nó đa chiều nó nhiều chiều hơn về rất nhiều những cái ví dụ xung quanh cuộc sống của chúng ta nó là những cái ví dụ thực tiễn à, các bạn ấy không bao giờ các bạn ấy làm cái hành động tự sướng cả bởi vì các bạn ấy nghĩ là làm như vậy rất là có lỗi về mặt tâm linh đó đấy là thanh ngữ cũng chia sẻ rồi có trường hợp thì là gì ạ vợ không có nhu cầu và vợ đề nghị là hai vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng mỗi người một giường thì bây giờ vợ mình như vậy mình có muốn nhưng mà bây giờ cũng biết làm thế nào phải nhịn thôi bây giờ mà đi ra ngoài ngoại tình bóc bánh trả tiền hay tình một đêm vợ phát hiện ra thì lại tan đàn xẻ nghé tan nhà nát cửa đúng không thế là thôi cũng nhịn thế là vợ cho thì làm một nháy mà không cho thì mình cũng phải chịu đấy thì mọi người thấy không ạ có rất nhiều trường hợp Nam giới không thể nhịn được quá 3 ngày Nhưng có những trường hợp nó vào những cái tình thế không đừng được Thì họ có thể phải nhịn đến 3 tháng 3 năm hay thậm chí 5 năm, 7 năm Đi làm xa nhà nữa đúng không ạ Thì Thanh cũng cũng hiểu những cái điều đó Còn cái kết quả mà Thanh Hương chia sẻ ở phần đầu Đây là kết quả nghiên cứu Dựa trên cơ sở khoa học Và tất nhiên rồi kết quả này được phân tích Trên những đối tượng nam giới Thứ nhất có sức khỏe bình thường không có vấn đề bệnh lý hay một vấn đề bệnh tật nào cả thứ hai là họ có một đời sống tình cảm bình thường chẳng hạn như hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc với nhau mà bảo là ba tháng không đụng vào nhau thì nó vô lý đúng không ạ hai vợ chồng lúc nào cũng cảm thấy là yêu nhau ra diết yêu nhau mãnh liệt lúc nào cũng chỉ muốn là quân quyết với nhau thì chắc chắn rồi cái việc mà người đàn ông họ nhịn quá lâu là điều không thể đấy chỉ cần vài ngày hay trong một tuần thôi là họ đã muốn là gần gũi vợ để mà hai vợ chồng à, gia tăng thêm về mặt cảm xúc nhiều hơn. Cho nên cái kết quả ở đây thanh hương nhấn mạnh lại một lần nữa nó được phân tích trên những đối tượng nam giới có sức khỏe bình thường và có mối quan hệ tình cảm bình thường. Còn tất nhiên rơi vào những cái trường hợp nó đặc biệt thì thanh hương đã vừa đưa ra những cái ví dụ rất cụ thể để mọi người có cái nhìn khách quan hơn rồi. Và thực tế khi quá ngưỡng chịu đựng, đàn ông cũng thể hiện khó chịu ra mặt hơn hẳn phụ nữ. Một người đàn ông có sức khỏe tốt và nhu cầu sinh lý bình thường, sau khoảng 3 tuần đói sẽ cảm thấy bực bội, cáu kỉnh, dễ không hài lòng với mọi thứ, khó tính trong mọi chuyện, dễ giận dữ, giận cá chém thớt, kém tập trung trong công việc. Con số này có lẽ sẽ khiến cho các chị vợ cảm thấy lo lắng vì trong thực tế có những tình huống bắt buộc người chồng phải nhịn yêu trong một thời gian dài hơn 3 tuần. Ví dụ như lúc vợ kiêng cữ vì sinh đẻ, đau ốm hay chồng đi công tác xa nhà thì sao? Vậy các chị em nghĩ chồng mình sẽ như thế nào khi phải chờ đợi quá lâu để được quan hệ như vậy? À, sau một thời gian bí bách như vậy, phần lớn cơ thể đàn ông sẽ tự giải phóng theo nguyên tắc bể đầy quá thì sẽ chạm bằng cơ chế mộng tinh. Nhưng mọi việc chẳng đơn giản như vậy đâu. Dù hàng hóa đã được đưa ra khỏi kho, nhưng tâm lý của đàn ông vẫn có một cái gì đó cảm thấy rất là ức chế khác với nam giới, khả năng nhịn yêu của phụ nữ thường kéo dài hơn như Thanh Hưng vừa phân tích ở trên. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp các chị em chia sẻ, nếu bị bỏ đói lâu quá, vài tháng chẳng hạn, thì họ sẽ bắt đầu rơi vào cái trạng thái dễ xúc động, buồn vui thất thường, khó cân bằng được cảm xúc. Tóm lại, không phải là đàn ông không quen nhịn, mà chỉ là nhịn kém hơn so với phụ nữ mà thôi. Chia sẻ đến đoạn này chắc chắn lại có những anh phản bác rằng là Tôi một tuần chỉ cần một đến hai lần thôi nhưng mà vợ của tôi thì một tuần nhu cầu là 4 đến 5 lần, thậm chí tôi còn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Vợ nhu cầu cao hơn chồng thì tất nhiên rồi trong cuộc sống của chúng ta có những cặp vợ chồng, chồng nhu cầu cao hơn vợ, nhưng có những cặp vợ chồng thì vợ lại nhu cầu cao hơn chồng. Cho nên khi mà chúng ta đưa ra những cái bài phân tích, Thanh Hương cũng phải dựa theo kết quả nghiên cứu dựa trên đám đông sẽ không có một cái gì là 100% tuyệt đối cả, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái con số chung nên mọi người cũng phải hiểu về cái chủ đề ngày hôm nay mà Thanh Hương muốn chia sẻ. Xuất tinh sớm, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn khiến cho đời sống chăn gối vợ chồng mất đi sự hòa hợp. Có rất nhiều câu chuyện vợ ngoại tình chỉ vì chồng bị xuất tinh sớm 1 2 phút đã ra hoặc yếu sinh lý đang yêu thì cậu nhỏ lại xìu khiến vợ bị hụt hẫng không được thăng hoa. Trước thực trạng đó Thanh Hương cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra đời hai dòng sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới Man Plus và Man Plus Gold không chỉ giúp nam giới cải thiện về sức khỏe mà còn giúp cho đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa viên mãn hơn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cao, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian của yêu theo mong muốn, tăng sản sinh testosterone nội sinh, khắc phục tình trạng khó cương, cậu nhỏ không còn lo gặp tình trạng bị siêu giữa chừng, phục hồi sinh lực sau mỗi lần xuất tinh nhanh hơn, làm chậm quá trình mã dục đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản, còn giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, góp phần tăng tỷ lệ thụ thai. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế kiểm định cấp phép lưu hành, nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Man Plus và Man Blood Gold giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh và thanh hương cũng muốn đưa ra lời khuyên cho các chị em đó là hãy thật khéo léo xử lý khi điều kiện không cho phép vợ chồng thỏa mãn nhau thì cũng không nên để chồng đói quá khi thiếu bữa chính thì hãy bổ sung cho nhau bằng những bữa phụ với các món ăn nhẹ nhàng bằng những hành động ân ái như nắm tay này hôn này ôm ấp để cơn đói đỡ cồn cào ruột gan chồng mình còn trong trường hợp vợ chồng sống xa nhau thì các chị em có thể ủng hộ việc chồng tự làm bạn với đôi tay hoặc sử dụng đồ chơi hay hai vợ chồng video call nếu cùng phát sinh nhu cầu và muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân thì có thể video call cả hai thông qua chiếc điện thoại vẫn có thể đạt được những cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời còn tuyệt đối là các anh em không nên đi ra ngoài bóc bánh trả tiền hay tình một đêm đây cũng là một trong những cách để giúp cho các anh giải tỏa về mặt sinh lý Thế nhưng nó lại đem lại những cái hệ lụy khôn lường về mặt sức khỏe Chẳng hạn như mà các anh bị HIV lậu giang mai lây nhiễm từ những cái đối tác mà các anh không hề quen biết Và không chắc chắn về sức khỏe của, hộ, của họ thì thực sự là rất đáng ngại đúng không nào Thanh Hương chia sẻ phần này bởi vì có rất nhiều chị em phụ nữ khi chồng đi làm xa Họ luôn sống trong một tâm lý nghi hoặc Chồng ở xa như vậy không được thỏa mãn nhu cầu thường xuyên, bị đói quá thì lỡ chồng ngoại tình thì sao? À, các chị em cũng đừng vội vàng kết luận chồng ngoại tình vì đó nhé. mặc dù sinh lý là bản năng không thể thiếu của mọi người, nhưng ngoại tình hay không nó còn quyết định bởi ý thức và nhân cách của con người. trên thực tế, thanh hương vẫn chứng kiến có những người đàn ông phải sống xa vợ nhiều ngày nhưng vẫn hoàn toàn trung thủy. vấn đề cốt lõi là ở hai vợ chồng là chúng ta nhìn nhận nhu cầu của bản thân ở mức độ nào mà thôi. người nuông chiều bản thân thì khó có thể vượt qua được cám dỗ bên ngoài phần lớn đó cũng là người yếu đuối, bản lĩnh thấp. Còn nếu chồng mình thực sự là người đàn ông đàng hoàng, thương vợ, thì vấn đề chờ đợi không phải là điều quá khó khăn. Đó sẽ là thử thách giúp tình cảm vợ chồng gắn kết hơn mà thôi. Nếu như mọi người thấy video ngày hôm nay hữu ích, thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ thanh niên ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy comment ở dưới video này, thanh niên sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại